Sau vụ cảnh sát yêu cầu ra khỏi nhà lúc nửa đêm, Thúy Nga lại dính ồn ào liên quan đến Vương Phạm. Những ngày qua, Thúy Nga trở thành tâm điểm chú ý của khán giả khi đoạn clip cô bị cảnh sát Mỹ đến nhà yêu cầu rời khỏi nơi ở giữa đêm được chia sẻ rầm rộ. Theo đó, căn nhà hiện tại của nữ danh hài là nhờ một người khác đứng tên. Vì cả hai không đạt được thỏa thuận chung nên đã xảy ra tranh chấp pháp lý. Trong khoảng thời gian chờ tòa đưa ra phán quyết, Thúy Nga đã bị cảnh sát gõ cửa lúc nửa đêm, yêu cầu cô rời khỏi. Nữ danh hài hiện đang ở tạm nơi khác. Cô thừa nhận sự vội vã cả tin của mình là nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc này. Giữa lúc tranh chấp nhà cửa chưa xong, Thúy Nga tiếp tục vướng vào ồn ào với Vương Phạm. Nếu ai thường xuyên theo dõi YouTube sẽ biết đại gia gốc Việt này từng có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Khoa Pung và ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng. Thế nhưng vì nhiều ồn ào, mâu thuẫn, cả ba hiện không còn xuất hiện cùng nhau nữa. Việc Thúy Nga liên tục làm clip cùng Vương Phạm đã bị nhiều khán giả phản đối, chỉ trích cô đang đố phim chàng trợ phù 9X. Trên kênh YouTube cá nhân của Thúy Nga, loạt clip Thúy Nga đến thăm sở tú mini của Vương Phạm hay giới thiệu về anh đều thu hút lượt xem lớn. Thế nhưng khi lướt xuống bình luận, dân tình hẳn sẽ giận mình vì một loạt những comment cho rằng Thúy Nga lợi dụng đồng hương đang nổi để cầu like cầu view. Tuy nhiên, đa số lại cho rằng với độ nổi tiếng của Thúy Nga nhiều năm qua, cô không nhất thiết cần đến fame từ đàn em. Nữ danh hài đơn giản chỉ làm những nội dung thu hút và được khán giả quan tâm mà thôi. Thúy Nga là nghệ sĩ đình đám, đồng thời cô còn thành công khi lấn sân sang làm MC, kinh doanh hay làm vlog. Cô từng khiến dư luận bàng hoàng khi tiết lộ bị chồng hờ ôm 350.000 USD rồi bỏ trốn. Nữ danh hài cũng từng mất trắng một ngôi nhà ở Mỹ khi đầu tư tiền ảo. Hy vọng trong ồn ào tranh chấp nhà cửa hiện tại, vẫn may sẽ mỉm cười với Thúy Nga.